Ngày hôm qua thì giải hạng nhất đã diễn ra hai cặp đấu. Bình Phước cầm hòa Công an Nhân dân 2 đều trên sân nhà và Quảng Nam để thua Khánh Hòa với tỷ số 0-1. Như vậy là trận đấu đã bắt đầu. Đây là huấn viên Nguyễn Trung Kiên, cựu cầu thủ của Dương Nam Hàm Định, hậu vệ biên của câu bộ Tuần Tu Phú Thọ, người vừa mới gia nhập đội bóng này từ câu bộ Viettel. Pha dứt điểm đầu tiên của trận đấu này và nó thuộc về trung vệ Lê Hải Đức. Đó là tình huống tung người móc bóng nhưng không đủ lực để có thể làm khó được thủ thành Quang Đại. Mạch Ngọc Hà, nguy hiểm, vẫn còn, cú đá từ xa. Quan Văn Chuẩn đã phải mất 2 nhịp mới có thể khống chế được cú đá vừa rồi của cầu thủ mang áo số 11 Nguyễn Đức Anh Quốc. Nguyễn Đức Anh Quốc cũng là chân sút kỳ cựu của Phù Đồng. Anh chuyển đến Phù Đồng từ câu bộ Nam Định. Quốc sinh năm 92, đây là một cầu thủ có khả năng dứt điểm bóng sống và những cú đá vô lê. Mạch Ngọc Hà, cú đá rất căng, cú đá rất chất lượng nhưng bóng lại đi thẳng vào người của Quan Văn Trần. Đó là một pha ra chân ấn tượng của Mạch Ngọc Hà từ khoảng cách hơn 30m, nhưng Mạch Ngọc Hà đã có một pha sút xa có thể nói là đạt tiêu chuẩn tốt. Cú đá mù chính diện, hơi ăn một chút ra má ngoài, bóng đi căng và chìm. May mắn là nó tìm vào đúng vị trí của Quan Văn Chuẩn. Nếu như nó đi lệch sang hai bên góc của khung thành, mọi thứ sẽ trở nên rất phức tạp. Người thực hiện vẫn là Hữu Tuấn. Nguy hiểm, không vào. Rất tiếc là Mạch Ngọc Hà lại lắc trái bóng đi chạy cầu dọc trong tình huống vừa rồi. Một tình huống mà Hữu Tuấn đã tạt bóng rất đẹp để cho Mạch Ngọc Hà một mình bật cao và đánh đầu rất căng về phía khung thành của Quan Văn Chuẩn. Rất thoải mái, nhưng có vẻ như bóng vẫn đi cách cột dọc bên phía tay trái của Quan Văn Chuẩn khoảng nửa mét nữa. Đã có những tình huống va chạm không bóng giữa Hữu Tuấn và nguy hiểm. Việt Chiêu không vào, bóng đúng giờ vàng, một pha xử lý rất tốt của Vũ Việt Chiêu, nhưng tiền vệ của câu lạc bộ Phù Đồng lại chưa may mắn trong pha bóng vừa rồi. Một pha bóng mà các trung vệ trẻ bên phía Tuấn Tú đã thể hiện sự non nớt trong việc phán đoán điểm rơi. Văn Tài đã phán đoán điểm rơi rất tệ và sau đó còn trượt chân để cho Vũ Việt Triều băng lên và thực hiện cú tâng bóng kỹ thuật. Rất tiếc là pha dứt điểm cuối cùng của Việt Triều, bóng lại đi hơi cao và rơi vào đúng xà ngang trước sự bất lực của Quan Văn Chuẩn. Mạch Ngọc Hà, nguy hiểm. Rất tiếc là đã không ai ở phía sau đón tiếp đường cắt bóng vừa rồi của Vũ Việt Triều. Vũ Việt Triều đã băng cắt cột bột rất hay, nhưng rất tiếc là phía sau Tuấn Hiệp hay Văn Quý đều không hiểu ý và không có sự sẵn sàng. Vừa rồi là một pha xử lý không tốt của Hồ Khắc Lương. Bùi Văn Hưng! Quảng Đại đã cứu thua cho Phù Đồng. Đây là cơ hội nguy hiểm nhất của hiệp đấu này bên phía Phú Thọ. Và huấn luyện viên trưởng Vũ Như Thành đã có những lời hành động cử chỉ động viên với các học trò của mình. Pha bóng xuất phát từ một sự bất cẩn của Hồ Khắc Lương trong việc khống chế bóng, để cho Bùi Tiến Sinh tranh bóng thành công và tạo cơ hội cho Bùi Văn Hưng thoát đi rất nhanh ở bên phía nách phải. Nguyễn Văn Sơn tiếp tục lại là một pha không chiến nữa của Văn Tài. Nguyễn Văn Tài cũng là hậu vệ trẻ có thể hình tốt, anh cao 1m80.
và đó là một quyết định không thực sự hợp lý. Rất nguy hiểm, cú giả chân rất chất lượng của Văn Sơn. Nguyễn Văn Sơn, cầu thủ sinh năm 2001, là một trong những gương mặt chơi nổi bật bên phía Phú Thọ trong hiệp đấu đầu tiên. Sở hữu cái chân trái khéo léo và lối chơi rất tự tin. Đây là một pha bóng rất chất lượng của Văn Sơn, không chơi bóng từ tuyến 2 và dứt điểm tự tin. Hữu Tuấn kịp không? Nguy hiểm! Một pha phối hợp khá tốt của Phù Đồng. Đường chuyền xẻ cánh và tốc độ của Hữu Tuấn băng lên. Số 7 của Phù Đồng cũng đã kịp không chơi bóng và căng ngang vào phía trong. Người đã cắt mặt trong pha bóng vừa rồi là Bạch Cọc Hà. Tiến Long, Hồ Ngọc Thắng, Minh Hiếu. Hướng chạm bóng đầu tiên của, ấn tượng đầu tiên của tiền vệ trẻ Minh Hiếu. Đó là một pha ra chân rất nhanh, nhưng rất tiếc là bóng đã đi không trúng tâm bóng và không hướng về phía khung thành của Quang Đại. Tuấn Hiệp, Hữu Tuấn đang trồng biên. Pha tạt bóng tốt của Tuấn Hiệp không được, dứt điểm quá nhẹ. Đó là tình huống đánh đầu của Lê Tiến Thành. Dấu ấn đầu tiên của Tiến Thành sau khi vào sân, đó là tình huống dứt điểm quá nhẹ. Nếu như nó là một đường chuyền trả ngược lại khu vực trung lộ cho Anh Quốc, Tài cùng với Hải Đức đã tạo nên bộ đôi trung vệ khá ăn ý, hỗ trợ và bọc lót cho nhau tốt. Tiến Anh, Tiến Thành, Lê Tiến Thành, rất đẹp mắt, đó là pha xử lý của Quan Văn Chuẩn. Người sút là Lê Tiến Thành cũng đáng khen thì đã mạnh dạn tung ra một pha dứt điểm ở cự ly lên đến 26m, nhưng Quan Văn Chuẩn đã cho thấy được sự tập trung và khả năng xử lý bóng bổng của mình rất tốt, bay người bắt bóng rất nhẹ nhàng và điêu luyện. Hồng Sơn, vẫn là Hải Đức đánh đầu phá bóng, đá rất căng, bóng chạm một cầu thủ phòng ngự áo trắng. Tiếp tục là một quả phạt góc khác dành cho Phù Đồng. Và dứt điểm chất lượng, một điểm để chặn đứng chuỗi trận thất bại, một điểm để có thêm niềm tin hướng đến những trận đấu tiếp theo. Nguy hiểm, và dứt điểm tốt của Phạm Hồng Sơn, nhưng hệ thống phòng ngự dày đặc cùng với sự băng da kịp thời của Quan Văn Chuẩn đã giúp cho hệ thống phòng ngự của Phú Thọ vẫn đứng vững. Và ngả người vô lê tốt của Hồng Sơn, một trận đấu thành công của Văn Tài, của Hải Đức, của Quan Văn Chuẩn. Và đúng lúc này thì trọng tài Nguyễn Mai Hải đã nổi còi kết thúc thời gian thi đấu của cuộc đối đầu giữa Phù Đồng và Phú Thọ. Hai đội rời sân với tỷ số 0-0.